Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với lại kênh YouTube của shop Ngọc Ánh Tân Ánh nhá. Shop Ngọc Ánh Tân Ánh đến từ Tân Yên, Bắc Giang. Các bác thấy đây, tôi đang mặc thử bộ này nhá. Trong chương trình hôm nay giới thiệu với các bác một cái sản phẩm mới. Sản phẩm mới len keng luôn, lần đầu tiên xuất hiện tại shop nhá. Đó là bộ quần áo, bộ nói chung là bộ quần áo nội nước các bác nhá, bộ đồ quần áo nội nước. Thế nhưng các bác nhìn thực tế tôi đang mặc đây nhá. Các bác xem kỹ cho tôi này, đây là phía trước này, phía trước ủng này, ủng liền nhá, ủng liền. Phía sau cái bộ này thì nó sẽ có cái size số theo cái mức ủng 38 39 40, nhưng mà hiện tại là tôi đang nhập hai size, một size 38 và size 39. Thì tôi đang mặc cái bộ size 38 đây là vừa đẹp. Còn bác nào to con hơn một chút thì sẽ mặc cái size 29 nhé. Thì đây, tôi sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác xem. Chính đây các bác xem này. Chất liệu loại này là hàng dày nhé. Chất liệu bằng da. Đầu tiên là cái hệ thống dây đeo này. Các bác chú ý nhé. Các bác đeo cái này ấy, thì các bác nên đeo chéo vai thì nó sẽ chắc hơn. Nó hạn chế cái tình trạng bị trôi này. Nếu các bác đeo cân, bên nào đeo bên đấy nó hay bị trôi. Các bác đeo chéo này nó hạn chế trôi hơn. Thì đối với bộ quần áo này sẽ áp dụng cho các bác đi nội nước, đi bắt cá. Nói chung là đi nội nước, nước không vào. Hoặc là đi chích cá, chích điện này nhá. Các bác cầm chích điện thì cái này là hoàn toàn cách nước, chống giật nhá, chống nhiễm điện, hoàn toàn là cách nước luôn. Và bộ này là hàng cao cấp. Hàng cao cấp các bác lưu ý, hàng cao cấp dày, chống gai cào, chống đá, chống nói chung là chống chảy xước ạ. Cái này cực dày rồi, gai cào bình thường không bao giờ rách được nhé. Và chất liệu ủng này cũng vậy, nội gai vào là không thủng. Còn về độ kín của nó thì sẽ là tuyệt đối rồi. Thì các bác lưu ý kỹ ở cái điểm dây này là các bác đeo chéo này, đeo chéo để cho hạn chế bị rơi. Thì tôi sẽ bỏ ra cho các bác xem về cái chất liệu của nó nhé. Ở phía trong này nó có cho mình một cái túi nhỏ để các bác có thể là để điện thoại. Đèn điện thoại nhé. Thì cái số của nó thì nó lại đánh luôn là sau này. Số này là số 38 này, số 38. Thì đây cũng là một cái miếng da. Một cái miếng da mà nó may lên cái bộ này. Một miếng da may lên bộ này. Thì các bác sẽ thấy được cái chất liệu của nó rất là ok luôn. Chất liệu dày, chắc chắn, chất liệu dày chắc chắn nhá. Đây. Đây lớp da dày, chắc chắn không thấm nước. Các bác nhìn này, tất cả những đường may này là đường dập nhiệt. Đấy, dập nhiệt. Quên nó dập nhiệt cho hai cái lớp da này dính vào nhau. Hai lớp da dính vào nhau. Không có đường kim nhé. Không có đường kim, không có đường chỉ, không có mũi kim. Đấy, không có mũi kim, không có đường chỉ nhé các bác nhé. Tất cả đều là da dập để cho nó dính lại. Đấy. Thì là chống nước 100% luôn, chống nước 100%. Đấy, 100% luôn nhá. Thế đây tôi sẽ bỏ một cái bộ này ra cho các bác xem. Đây các bác xem bộ này. Các bác xem bộ này giúp tôi nhé. Đây như bộ này. Da cực kỳ luôn, da cực kỳ luôn. Đây là chi tiết về cái ủng. Đấy, ủng như bộ này là bộ số 39 này. Ủng bảo hộ lao động cực là dày. Rất là dày luôn, chống đinh luôn đấy, chống đinh luôn không phải chống gai. Các bác nội xuống nước đạp vào đá bén này, đạp vào gai thì đảm bảo các bác là không bao giờ sợ thủng nhá, không bao giờ thủng. Hàng này nó là hàng cao cấp. Giá tiền của nó là 450 một bộ nhá, 450 một bộ các bác nhá. Thì đây là phần liên kết giữa ủng và phần quần áo trên, cũng được dập bằng nhiệt để cho hai lớp cao su này ăn vào nhau. Hoàn toàn không có đường chỉ may, không có mũi kim rồi nhá. Đây, các bác xem cái đường này, toàn bộ là đường dập bằng nhiệt hết để cho hai cái nó ăn liền vào nhau. Đó. Đây là cái đường gân giữa, đường gân đũm này. Đấy, cũng dập bằng nhiệt hết các bác nhá, dập bằng nhiệt hết. Đây. Các bác xem ở phía trong này, các bác sẽ thấy được này. Không có đường may, không có đường kim, không có mũi kim, không có đường chỉ. Toàn bộ là dập nhiệt hết, ép nhiệt để cho hai lớp da dính vào nhau. Cái này độ kín nước thì là tuyệt đối rồi. Các bác không phải suy nghĩ về độ kín nước rồi. Thế còn nó là hàng cao cấp, hàng dày, hàng chống xiên, chống gai. Chống gai, ủng chống thủng, chống đinh luôn nhé. Cái này cực kỳ luôn. Cái này thì áp dụng cho các bác đi nội nước hoặc đi chích điện.
Đây là chi tiết về cái bộ quần áo này các bác nhé. Bộ quần áo này chất liệu bằng da, dày, chống gai. Và tất cả những cái đường này là đường dập bằng nhiệt hết, không hề có mũi kim, không hề có đường chỉ. Đấy, toàn dập liền hết. Ủng này cực kỳ luôn rồi nhé. À, có một loại rẻ tiền hơn thì tôi không nhập, mà tôi nhập cái hàng đắt tiền, hàng cao cấp này phục vụ cho các bác để các bác dùng cho nó ok. Chứ tại vì tiền nào của đấy thôi, đắt hơn một chút nhưng mà dùng nó chất lượng hơn, nó bền bỉ, nó an toàn hơn cho các bác trong quá trình đi nhé. Đây, mặc nó vào thôi, lấy dây kéo lên, rất là đơn giản đấy. Cực kỳ nha các bác nha. Rồi, 450 bộ này các bác nhá, 450 một bộ. À, 450 bộ bao ship rồi, bao ship rồi. Các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp. Alo trực tiếp đến các số điện thoại trên màn hình nhá, trên màn hình. Thì cái này là các bác mặc từ trên mặc xuống, đưa vào qua cái ủng, nó cái ủng. Thì cái này là tùy theo mức chân, đi dày bao nhiêu thì sẽ mua cái đôi có số ủng với nhiêu là vừa. Nhưng mà cơ bản là sẽ là 38 hoặc 39, nhưng mà giày bình thường kia đấy là tôi đeo cỡ 40 đấy, cỡ 39-40 đấy, nhưng mà cái đôi 38 này thôi là tôi đeo đã thấy nó cũng đã rộng rãi thoải mái rồi. Thì cái cỡ ủng này nó sẽ to hơn cái cỡ giày đi chơi của mình một chút. Cái giày đi chơi mình một chút nhé. Thì đối với bộ này ấy, là kín tuyệt đối luôn, giúp cho các bác đi nội nước, đi trích điện nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác đã theo dõi, các bác vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh nhá. Thế còn anh em chia sẻ mạnh mẽ clip để cho các bác nào đang có nhu cầu cần cái sản phẩm này liên hệ được nhé. Một sản phẩm rất là tuyệt vời. Rồi, xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những clip sau nhé.